Xin chào mọi người, hôm nay em lại tiếp tục lên một cái video bán nhà nha mọi người. Căn nhà này nó ở trong cái khu mà chủ đầu tư đang xây các nhà liền kề dạng phố để bán nha mọi người. Đây, em đang trên đường tới căn nhà cho mọi người xem nha. Đường 5 mặt tiền đường nữa mọi người. Cái này thì đường 5m. Đường đã xanh 5m nha. Căn nhà này là ở Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Nó gần khu công nghiệp Tân Đức á mọi người, về trường Đại học Tân Tạo nè. Đó, mọi người có ai muốn định cư làm ở khu công nghiệp Tân Đức á, thì mua cái nhà này thì đi rất là gần nha mọi người. Đó, em đang trên đường đi tới. Cái căn nhà này nó đối diện cái công trình đang xây dựng luôn nha mọi người. Diện tích của căn nhà là 5 nhân 20 là 100 mét vuông mọi người. Đất đã lên thổ cư 100% rồi. Là người ta đang xây nhà cấp 4 hết đất luôn nha mọi người. Giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 350 triệu. À, ai quan tâm á, thì liên hệ cái số điện thoại em để trên màn hình đó để gặp chính chủ và thương lượng giá cả với chính chủ nha mọi người. Ừ. Người ta sang đây cái dự án nhà liền kề rất là lớn luôn, rất là nhiều nhà để bán lại á. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh của em bằng cách nhấn cái chữ đăng ký bên tay phải màn hình để nhận được những cái video bán nhà bán đất tiếp theo nha mọi người. Em đang trên đường tới căn nhà và đối diện căn nhà mà em chủ nhà gửi bán đó là những cái công trình người ta đang xây luôn. À, và em nhắc lại là diện tích là 520 100 m2, thổ cư 100%, xây dựng nhà cấp 4. À, một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng ăn. Giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 350 triệu nha mọi người. Mọi người liên hệ cái số điện thoại trong màn hình đó để gặp được chính chủ luôn và thương lượng với giá cả với chính chủ nha mọi người. Và ở khu vực Đức Hòa, Long An á, các anh chị nào mà có nhu cầu bán nhà bán đất á thì liên hệ em sẽ làm những cái video giống như vậy nè để giúp mọi người bán cái nhà hoặc miếng đất nhanh hơn. Em sẽ giúp mọi người kết nối giữa người mua và người bán nha. Đây căn nhà như mọi người đang thấy, căn nhà cấp 4, sân cũng khá là rộng luôn. Một phòng, hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn, phòng bếp á. Giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 350 triệu nha mọi người. Ở này nó gần khu công nghiệp Tân Đức rồi đó. Các anh chị mua nhà để ở mà đi làm trong khu công nghiệp Tân Đức đó, thì gần. Ở này thì người ta như mọi người đang thấy đối diện căn nhà này có một công trình rất là lớn, người ta xây nhà liền kề dạng phố để bán. Rất là nhiều nhà luôn đó, đối diện nhà mọi người đang thấy đó. Mọi người về đây sống ở đây chắc rất là vui. Và mọi người đừng 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 quên đăng ký kênh của em bằng cách là nhấn chữ đăng ký bên tay phải màn hình để nhận được những video tiếp theo nha mọi người. Đó, em nhắc lại căn nhà này là 520, giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 350 triệu nha. Mọi người liên hệ số điện thoại trên màn hình đó để gặp chính chủ mà thương lượng với chủ luôn nha. Rồi, nhớ đăng ký kênh của em nha mọi người. Xin chào mọi người ạ. Chúc mọi người một năm mới thành công và hạnh phúc nha.